Hi, và mình xin chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại từ game One Piece Legend cùng Trendly. Thì hiện tại là mình đang ở bên cái đảo con boss 200 nè các bạn. Đó, có một cái hộp Common nè không. Thì mình mở xem coi là trái gì. Rồi cái trái này cũng ghê lắm chứ bộ. Nằm trong danh sách cái hộp Common mà các bạn. Đâu phải là cái dạng bèo. Nó là hình như là cái trái bay được ở trong cái hộp Common thì phải á. Nhớ không nhầm là vậy. Trái này hệ thống chiêu thức cũng nhiều lắm mà nha, cũng đỉnh đấy. Cơ bản mà có được cái trái đó là anh em làm nên được không biết là bao nhiêu nữa. Và cái trái này nó có liên quan đến cái Haki của mình. Tại vì cái ạc phụ của mình đó các bạn còn không có mà ăn nữa mà. Đó các bạn thấy một trái ác quỷ mà nó có lợi trăm bề như vậy. Nhờ lên Haki 200 là nhờ cái trái này nè các bạn, chứ không có trái nào đâu. Đa số các bạn bảo là mình chỉ cần có một ạc phụ, sau đó ăn cái trái này vào rồi mình bật rờ mình né thôi. Ạc phụ thì cứng đó đứng đó xây xấy là ok coco. Đó, nghe mấy bạn nói nghe dễ dữ kìa. Còn Haki giờ bấm rờ mình luyện cái nào đó. Giờ cho rút xuống giày, rút hết lóng thì mình sẽ lên đường khúc không. Giờ có 8 điểm Haki vậy các bạn. Đó bạn thấy rút không? Đấy, đang rút từ từ. Ủa càng ngày rút càng lâu nè các bạn. Điểm mình lên càng cao thì rút càng lâu. Wow, cái này nó hay ở chỗ đó nhờ. Nó quá Haki nó cũng giống như thể lực vậy đó các bạn. Đó giờ bấm heo. Đó nó sẽ rút từ từ lên được 9 điểm rồi, trâu hơn tí rồi. Bình thường là lên được có 1/2, 1/3 là nhíu lại rồi các bạn, không có thể lên được nữa. Giờ đó giờ lên được cái nửa cây giỡn đâu. Nhưng mà thời gian hồi cũng khá là lâu. Giờ mình cũng biết là mình làm gì đây nữa. Thôi kệ, không sao em. Mình đi cho mấy bạn trái quỷ nè. Mình có trái quỷ thì cũng đỉnh lắm chứ bộ. Đâu có vỡn. Dạng đi ăn mót đó các bạn. Để coi mình qua mấy đảo khác mình mót thêm vài trái nữa em. Đây. Mót thêm vài trái nữa. Ủa bạn này làm gì đi thiền qua cực khổ ăn trái gì vậy bạn? Để bạn tìm trái quỷ vậy. Đi theo xin. Đi theo xin xỏ mà, có ở đâu. Có mình đi theo hên lắm, yên tâm. Làm gì mắng ngỏ mình ghê vậy. Đi theo coi. Sợ lụm được hộp Ultra mình đánh nữa bạn. Trời ơi, ai chơi xấu vậy. Có người chơi xấu mới nghĩ người khác chơi xấu thôi bạn, chứ ai chơi xấu vậy. Ta coi rồi ta chúc mừng. Mình heo hên lắm. Bạn thấy những video lần trước mình lộm toàn là Incommon không? Mà 3-4 hộp liền đâu phải hộp đâu. Đây. Đi coi heo. Lộm ra trái chớp chớp ngon, dục thử trong mặt mình coi mình ăn không biết. Trái nào chưa review là mình cán liền luôn. Đây, đi trước. Rồi nó đây phải không? Cực khổ vừa đó rồi, lấy lúa. Ngon rồi. Trời ơi, trái su kê. Nói thiệt cái trái này còn ngon hơn là trái của bạn đó nữa. Thôi mình đang su kê rồi đi. Này bạn bay được rồi bạn. Ăn trái này không? Cho trái này nè. Trái này ăn vào bay được. Đi tìm trái quỷ đi thiền chi cực. Nè đó. Để thải trái này ra cho bạn nước ngoài lấy nha. Nó ăn vào bạn suy nghĩ đi heo. Spin. Mà ăn vẫn bay được. Mà thấy đi tìm trái quỷ đi thiền cực không? Cực vô cùng. Có trái đó ngon. Chi mà khổ như này. Thôi đi. Rồi. Trời ơi, mình lậm mót cũng được. Trái cũng đỉnh nhất ở trong cái nhà Khermon chứ. Ở Khermon còn trái nào đỉnh hơn không ta? Hình như còn một số trái nữa đó. Mà mình chưa biết. Mà mình thấy cái trái đó là ngon nhất rồi. Tại vì có thể bay được. Anh em ăn cái trái đó vào căn bản. Rồi sau đó anh em lấy la bàn đi tìm trái quỷ cho nhanh. Chứ đi thiền mà các bạn nào vào tân thủ. Trời ơi, 2k Belly nhiều lắm.
mình đã từng rồi. Rồi bây giờ mình tiếp tục đi ăn mót nữa cho bạn coi nè. Giờ mình qua bên Đảo Tiết ăn mót nè. Đây là hành trình ăn mót ra quỷ. Bên đây xem nào. Có hay không? Có lãnh lộ cái mặt ra hả bạn? Ăn mót ra quỷ của trái quỷ Ito. Này à, phải đúng là hành trình đồng hành cùng trái ác quỷ Ito lẫm mót theo quỷ. Cái đó mới đúng hơn. Qua anh đây. Có không? Có trái quỷ lại nằm lăn lóc đâu đây à? Thấy ăn mót lỡ lẫm được hộp Ultra làm sao ta? Lỡ bạn nào xui xui rớt mạng sao? Cái bạn đó bấm lộn cái nút dục ra. Tại vì rớt mạng lụm được cái hộp Ultra bấn lộn lắm các bạn. Bấm tùm lum tùm la hết rồi. Cái trời ơi, đáng lý ra được rồi. Lỡ đâu mình may mắn mình lụm được cái hộp đó. Bên đảo này có rất nhiều bạn comment nói là cái con boss mà có cái cây kiếm mà vĩ đại nhất ở trong game này là nằm đây nè. Mà phải cần trái quỷ kích hoạt. Mình cũng chả biết là cần bao nhiêu nữa. Thấy bạn comment nói vậy thôi thì mình biết sao mình nói vậy không. Chắc thế nào cũng có, mà không biết là bao nhiêu thôi. Tại vì không có lửa làm sao có khói. Mấy bạn nói có là thế nào cũng có. Tại vì mình thấy mấy bạn cầm mấy cây kiếm nghe kỳ dị lắm. Mình tưởng đâu là cái cây 80.000 mili là full rồi các bạn. Nào ngờ còn một loại kiếm đỉnh hơn nữa. Mà phải đánh bại con boss đó. Mà không biết bao nhiêu trái quỷ để kích hoạt nữa. Trăm trái đi nha nhíu à. Trăm trái tìm chết luôn á. Cỡ 10 trái, 20 trái hay 5 trái thôi. 10 trái, 10 trái rống à. Tìm cũng chết như thường đấy các bạn. Wow. Bay lại cái chỗ mình nhớ lại cái lúc mà mấy bạn hỗ trợ mình đến đây để lấy được Haki em. Haki quan sát của mình cũng nhờ mấy bạn. Rồi đây nè. Đó. Bấm lên. Nó bây giờ thấy lên cũng khá là nhanh nữa các bạn. Nó có chậm. Nhưng mà mình né nữa lên nhanh hơn. Rồi. Chờ lắm Haki hồi đi. Tiếp tục đi. Đi trên con đường hành đạo của mình. Đi thôi. Hướng nào để có thể hành đạo được ta? Xuống đây tí các bạn. Bye bye qua những cái tán cây nè. Có khi trái quỷ mọc trên đọt cây. Mà cái đó là một cái phiên bản update hoàn toàn mới mà admin không thông báo cho bạn. Bạn xẹt đọt cây lụm được trái quỷ vô thẳng ngừ luôn. Nghe vi diệu hư cấu chứ. Đi qua đây. Mấy nay mình còn một số trái quỷ chưa review nè. Trái chớp nè, chưa review nè các bạn. Đang kiếm trái chớp, trái hot root nè. Chưa review luôn, nào á. Kiếm được mấy trái đó để mình review cho anh em xem không. Lúc trước nhiều lắm. Mà toàn là mình kêu là cái đồ phế thải. Mình dục không à, bây giờ không có ăn. Lúc trước mình lụm toàn là mấy cái hộp Incremon không các bạn. Mấy trái đỉnh nằm trỏng không. Sau đó mình chọn mình ăn cái trái Ito. Rồi mình bỏ mấy trái kia. Trời ơi coi bây giờ nè. Ủa trái này trái gì ta? Đúng gì bạn? Cô gì chưa chi là bứa đâu đầu ghẻ mình bạn. Wow. Trời ơi. Hên nha. Hên là mình mạnh hơn. Mình yếu hơn. Chắc mình nghĩ chắc sống không nổi đâu. Lỡ thấy là đá đít giọng trong đít mình rồi. Các bạn biết là cái phần đít là quan trọng không? Mà lại mà tập liền. Đâu đi theo dõi bằng đó thử xem. Đó móc kiếm ra các bạn thấy chưa. Móc tuyệt tình du tuyệt kiếm ra rồi đó. Nó nói vậy lỡ bằng đó mạnh hơn mình sao ta. Thấy móc kiếm dí chém thì dữ lắm mà. Mà cái kiếm này giờ ai cũng có điều kiện mùa đó. Giờ dí chém người ta nè coi. Bạn đó mà chết là coi như bạn này sanh dương của mình. Mình bây giờ mình đủ sức để tiêu diệt một bạn rồi. Nhưng mà mấy bạn dạng mà đừng có viên kim cương màu tím đi nha. Chứ mấy bạn có viên kim cương màu tím đây. Hoặc là những cái bạn nào đó mà nằm ở dưới phía này thì bạn nguy hiểm lắm. Tì không thấy cái số bầu tì ở đây á. Thật sự bạn không thấy nhưng mà rất là mạnh luôn. Mình đã gặp những bạn như thế rồi. Nên là mấy bạn mà có viên kim cương không nguy hiểm. Nguy hiểm là mấy bạn không có gì mà sức mạnh mấy bạn lại ngang những bạn kim cương. Đó, cái đó mới ớn đó các bạn. Cái đó dạng người ta ém á, người ta giấu sức mạnh á. Qua đây mình làm gì đây ta? Đây gì vậy? Thôi. Gia nhập tộc người cá phê không? Nghĩ đi. Cái dạo này ăn trái quỷ không dám xuống biển. Ui, tự chú già. Tự tưởng trái bi ca mà ai chơi ai dục thất thần vậy nè.
Lậm nào ngờ, tưởng đâu nhặt được củ quý rồi các bạn, nào ngờ chả có gì cả. Qua đây. Sẵn lâu lâu bấm R liền ha ký bạn. Đó, vừa bấm vừa đi cũng được vậy. Cũng có lý lắm chứ. Qua đây. Ồ, có một bạn đang dày công khổ luyện đây nè. Rất cực khổ luôn. Ở cho bạn bạn nói dày công khổ luyện. Trời ơi, từ nãy giờ mình vô game 13 phút rồi hả ta? Gì vậy? Cư. Té quỷ ghế. Ai làm ghế mình ngồi đọc cho ta ha. Ôi, hưởng đỉnh. Ồ, hết được rồi các bạn. Đây mua vài lọ nước uống à. Ờ các bạn đừng có khinh thường nước này nha. Nước 10k chưa chắc bằng nước này á. Đây nè. Mình uống chục lọ cho bạn coi nè. Đâu sao? Sao mà nhích nghe chán chết vậy? Không. Các bạn bỏ 10k ra là các bạn mua được bao nhiêu lọ nước này, bạn vọng vô cũng lên điểm vậy đó, bạn thấy vẫn lên mà, nó phải không lên đâu. Ai giờ đi quẩy, giờ đi phá nè. Uống lên điểm defense nữa. Tại sao mà giờ muốn lên được điểm defense khó chứ kìa. À, chưa đủ hả? Chưa đủ, uống tiếp. Tại rồi cuối cùng cũng lên được điểm defense nữa bạn. Đâu có vẩn. Lên rồi. Này, sức mạnh lại tăng lên một tầm cao mới. Cái gì đây vậy ta? Ngộ quá. Cù. Wow. Thiệt chứ, tức rồi nha. Cù. Được. Mình sẽ tập trung hết tất cả sức lực của mình để phá tan chỗ này. Không biết cái gì đang trú ngụ đây nữa. Mình né bạn kia ra các bạn. Đánh trúng bạn kia nữa. Bạn kia tại đang auto treo giống mình lúc trước mà. Nên là không nên phá bạn đó. Wow, cái gì đây? Cú. Xuống đây coi liền, ngắm liền. Wow. Có trái quỷ gì thế này à? À biết rồi. Trái kilo các bạn. Trái này mình cũng chưa ăn luôn nè. Ăn vào bay như vậy các bạn. Gì kỳ vậy? Vừa bay vừa địch hay gì vậy? Sao mình thấy ra khói, ra shit gì gớm gớm vậy? Nói vậy thôi chứ rớt lông gà lông cụ. Oh, wow, Magu. Ai có Magu à? Magu mà phải lấy tiền cực khổ nha các bạn thấy chưa? Trái Moku cũng dí không có kịp mình. Tốc độ sao bằng mình? Cái đô cu đó. À nhầm chứ, mô cu. Trời ơi. Hai trái quỷ đều cu giống nhau. Thằng đô cu, thằng mô cu nên nhầm. Có sự nhầm lẫn nhẹ. Hên là sửa rồi nha. Chứ không sửa là anh em cho ăn gạch đá chết luôn. Wow. Sao để mình thử mình nắm đầu cái này coi. Trời Lee Jin nữa chứ. Nắm này đây rồi. Đá mình nè. Ờ mà bạn này trái Lucia mà các bạn nên là đâu đụng chặt trò cút. Cầm nguyên khúc cây ra mình thấy cần câu đúng hơn á. Đây nè các bạn thấy nè, đây nè. Đây nè hàng phay nè các bạn. Bạn thấy giống tên mình chưa? Đâu á. HVNCNM vãi chứ. Vãi cái giá dạ đó các bạn thấy chưa? HCNM. Các bạn đó có thể giả thành là HVM. Có lẽ là các bạn sẽ bị lừa đó. Nên là các bạn coi cẩn thận nha. Ui, làn khối huyền ảo. Rồi xong, mất tích. Thôi đi các bạn, đi. Mở đây nữa. Đây phá đủ rồi. Đó. Nên là các bạn để ý những cái tên như thế này ha. Đó, các bạn thấy tên như thế này thì bạn nhấp vào cái phần kết bạn á. Sau đó các bạn coi cái lượng follow của họ như thế nào, là các bạn biết hàng thiệt hay hàng giả. Hoặc là còn một cách dễ dàng hơn là các bạn xem clip
Nếu mà các bạn xem clip các bạn thấy tên của nhân vật mình như thế này chẳng hạn, đó là ok. Còn mà các bạn thấy như thế này là không ok. Nhưng mà thôi, cũng bạn đó cũng là fan mà, có thể là bạn đó yêu thích channel mình nên là mới làm như vậy các bạn. Nhưng mà cũng có một số bạn là giả danh mình để đi lừa Robert từ bạn này đến bạn kia, mình thấy rất là nhiều luôn rồi. Mấy ngày nay cũng có một số bạn lại comment trên những video của mình chửi này chửi nọ rất là nhiều về cái vấn đề mà mấy bạn bị mất ad Facebook, rồi mất ad Roblox, rồi mất đi thẻ điện thoại, rồi mất đi Robert rất là nhiều luôn. Mình cũng không biết như thế mà mấy bạn lại bị lừa. Nên là bây giờ một lời khuyên nho nhỏ cho mấy bạn, nếu mà không muốn bị lừa thì các bạn xem clip xem có phải tên mình hay không, hoặc là các bạn vào cái danh sách mà kết bạn, hay là các bạn vẫn chưa kết bạn mình á, thì các bạn có thể search tên mình ở trên cái phần tìm kiếm kết bạn, rồi các bạn coi thử cái lượng follow của mình có nhiều hay không, coi có phải là hàng thiệt hay không. Tại vì những cái món đồ mà con nhân vật mình xài á, cái skin đó các bạn, thì nó rất là rẻ tiền, ai cũng có thể giả dạng được hết. Tóc của con nhân vật mình xài á, cái skin của mình bên ngoài á thì chỉ 25 Robux thôi. Còn cái bộ đồ ở trên người xài cực kỳ rẻ luôn, mỗi cái 5, đó nhiêu đó thôi các bạn. Rồi cái gương mặt là 25, tổng cộng con nhân vật mình chưa đến 100 Robux là anh em có thể y chang. Nhưng mà có điều khác á, là cái áo con nhân vật mình bận á các bạn, là có cái chữ Trangly đằng sau, nên là rất khó anh em nào giả dạng được. Cũng có những anh em nào mà cao tay ấn á, có thể giả dạng được, là tại vì cái logo của mình đó thì anh em vẫn có thể tải rồi sau đó lọc nền được. Và anh em cũng có thể là tạo ra cái áo đó rồi sau đó là ép cái logo phía đằng sau vẫn được nha các bạn. Nên là lừa đảo thì nhiều mà người thật thì ít. Nên là các bạn hãy thông cảm cho mình, nếu mà gặp những cái trường hợp đó thì bạn xem xét kỹ lưỡng. Mình đó thì nói với mấy bạn một câu thôi, không xin xỏ Robert gì của bạn hay gạt điện thoại. Và rất nhiều bạn cũng đã nhắn tin qua mail của mình để cho mình mượn ạc để review trái quỷ này, review trái quỷ kia. Nhưng mà mình vào mình thấy thì mình cũng nhắn tin lại với bạn đó là hãy đổi mật khẩu đi. Mình muốn là chính tay mình, chính sức mình để có được trái quỷ đó mình review, dù nó khó cỡ nào đi chăng nữa. Chứ từ trước đến giờ thì mình không mượn ạc của bạn nào hết. Thì bạn nào cho mình mượn ạc cũng biết mà, không? Nên là cũng mong các bạn hãy cố gắng là tinh thần thép nha các bạn. Là đừng có để bị một cái tên nào đó tên là Trendly, hay là một cái tên nào đó của một YouTuber khác mà mấy bạn quý mến rồi yêu thích họ trên channel, để mà bị lừa một cách rất là đơn giản. Tại vì những YouTuber á, họ không có bao giờ mà xin xỏ Robert của các anh em hết. Nếu mà các anh em muốn mà cho YouTuber họ một ít Robert đó, thì anh em có thể vào group của họ, chính họ tạo ra nha. Group thì hàng giả cũng rất là nhiều. Đấy, thì cái phía group á, thì họ có để link ở bên dưới phần mô tả đó, để không bị lừa đảo trà trộm vào lừa gạt Robert của các anh em. Rồi sau đó vào đó rồi anh em mua áo, mua quần 5-10 Robert gì đó là ủng hộ họ, là họ cũng rất là vui nè em. Rồi thì mình sau đó cư, mình đến kết thúc video rồi mà bạn Xuân Lộc 958 này thải cho mình quá trời nước sniper luôn các bạn. Rồi cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ uống luôn các bạn. Tại vì nước của bạn đó cho mà cũng là tình cảm bạn đó dành cho mình, nên là mình phải uống ha. Tuy là rất là ít bi ly, thật sự là số nước này mình vẫn có thể mua được. Nhưng mà thôi, nước này cũng là tình cảm của bạn dành cho mình. Rồi, vậy là mình nghĩ là video ngày hôm nay thì mình nên tạm kết thúc tại đây các bạn. Tại vì video ngày hôm nay thì mình định kiếm trái quỷ nhưng mà cũng chả có gì cả. Tại vì các bạn cũng thấy rồi mà, mình bây giờ mình còn một số chuyện để làm nữa, nên là video ngày hôm nay thì nó hơi chán một tí ha. Thì cũng mong anh em dơ cao đánh khẽ và thông cảm mình trong video ngày hôm nay. Mình sẽ bù lại trong những video lần sau ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye anh em.